Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi đồi cỏ hồng Đa Lộc ở Xuân Thọ, Đà Lạt nha. Thì các bạn đi tới Xuân Thọ thì có một nhà thờ Đa Lộc nằm bên phía tay phải. Sau khi qua khỏi nhà thờ Đa Lộc khoảng 100 m thì bên tay trái chúng ta có một con hẻm đi vô, một con đường đất đi vô. Thì các bạn rẽ trái ngay sau đó thì rẽ trái luôn ngay chỗ cái xe máy cày đó. Các bạn thấy ngay nhà gỗ đó có một đường bên dưới tay trái đó, các bạn để trái vô đấy. Thì để trái vô thì chúng ta chạy lên hết con dốc này thì chúng ta tiếp tục rẽ trái nữa. Thì trên Google Maps nó có chỉ rất là cẩn thận, thì bạn nào có gắn Google Maps phía trước đó, thì các bạn chạy thì nó dễ thôi, nó không có khó. Đây là một cái địa điểm mà Google Maps chỉ tương đối đúng đó. Các bạn cứ search đồi cỏ hồng Đa Lộc thì nó sẽ ra nha. Đây, tới cái ngã ba ngay chỗ này chúng ta rẽ trái tiếp đó, rẽ trái rồi rẽ trái chạy lên một con dốc tương đối cao nha. Thì mình cũng mới đi lần đầu, mình không có cầm map cho nên mình chạy, mình đang cầm máy quay cho nên mình chạy tới chạy lui hoài. Đây, nên con dốc này ngay chỗ quán cà phê này chúng ta rẽ phải ngay, rẽ phải vào đó. Rồi bắt đầu là từ đây là chúng ta không bị đi lạc nữa, thì chúng ta sẽ đi xuống cái con đường này nha. Đấy. Đường cũng dễ đi, các bạn xe hơi vào được, xe hơi có chỗ quay đầu nha, có nhiều cái bãi đất quay đầu đó, nhiều cái ngã ba để chúng ta quay đầu được, xe máy thì thoải mái rồi. Và bắt đầu từ đây thì chúng ta đã có thể thấy được những cái đồi cỏ hồng nó bắt đầu rải rác có rồi đấy. Nhưng mà qua khỏi cái khu này đi đấy, thì chúng ta sẽ thấy bên phía tay trái nha các bạn nha, chú ý bên phía tay trái đấy, phía dưới kìa, phía trước bên phía tay trái đó, nguyên một cái mảng cỏ hồng rất là đẹp. Chụp cỏ hồng thì các bạn nên đi vào buổi sáng sớm, mình thì hôm nay mình đi vào buổi chiều để mình chờ cái nắng hoàng hôn, nhưng mà thật ra thì hôm nay không có nắng cho nên những cái đoạn clip mình quay á, nó không có được đẹp lắm. Tuy nhiên là hôm nay đi chắc đường thôi các bạn, và đồi cỏ hồng chắc cũng còn khoảng 1 tháng nữa thì nó tàn. Tuy nhiên là với cái mật độ mà du khách check in như thế này thì mình nghĩ rằng là những cái đồi cỏ đó, nó nhanh chóng nó sẽ bị quần nát hết. Và các bạn nếu mà các bạn coi hết clip đó, thì các bạn sẽ thấy là người ta đi thành lối mòn và cỏ nó sẽ dần dần ít đi. Đây, các bạn tới đây thì đó, phía trước mặt các bạn là nguyên một cái đồi cỏ hồng rất là đẹp nha. Và nên đi vào lúc có nắng, nhất là nắng xiên, nắng sớm thì chúng ta sẽ chụp hình nó đẹp hơn. Đấy, khách tới rất là nhiều. Đấy. Một tay mình cầm máy quay, một tay mình chạy cho nên là nó cũng hơi run ha. Đây, sau khi mình dẫn các bạn theo thì hiện nay thì mình đang đứng ở đồi cỏ hồng rồi nha. Rất là nhiều du khách đang ghé thăm cái đồi cỏ hồng này ha. Thì những cái vạt cỏ hồng li ti trên đồi thông rất là thơ mộng các bạn. Để mình tạm tạm mình quay hết cho các bạn xem nha. Đây nha. Thank you.
Thank you.